Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin trưa ngày 13 tháng 3 của Dusan Vina. Bản tin trưa nay sẽ có những tin chính sau đây. Chia sẻ kinh nghiệm quản lý truyền thông và hành chính quản trị cho quản lý lọc hóa dầu Bình Sơn. Boiler tổng kết chiến dịch 45 ngày không tai nạn. Rộn ràng kỷ niệm ngày quốc tế phụ nữ với nhiều tiếng cười, hoa và quà. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 7 tháng 3 vừa qua, Bộ phận Hành chính và Truyền thông đã chủ trì buổi chia sẻ kinh nghiệm cho 7 quản lý và nhân viên đến từ nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn. Chuyến thăm và học hỏi kinh nghiệm về quản trị văn phòng và công tác truyền thông đối nội, đối ngoại của 7 quản lý và nhân viên của nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn do ông Nguyễn Phú Dung, chánh văn phòng dẫn đầu, diễn ra vào sáng ngày 7 tháng 3. Tại Dusan Vina, đoàn đã được các quản lý và nhân viên phụ trách hai lĩnh vực gồm truyền thông và hành chính quản trị nhiệt tình chia sẻ những kinh nghiệm và hoạt động mà Dusan Vina đang thực hiện rất tốt và được đánh giá rất cao. Trong đó, mảng truyền thông có phần sản xuất các bản tin truyền hình DVTV, bản tin truyền thanh DV Radio, tạp chí Dusan Vina News và thông cáo báo chí. Những thắc mắc của đoàn BSA cũng đã được giải đáp và thông qua buổi chia sẻ này, phía Dusan Vina cũng có cơ hội thu thập một số kinh nghiệm hay từ lọc hóa dầu Bình Sơn. Về công tác hành chính, đại diện của Dusan Vina cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác quản trị đội xe, quản lý bếp ăn công nghiệp, công tác đặt cơm khách và quản lý chi phí, cách bố trí bếp ăn và phân chia khu vực ăn khoa học cho số lượng gần 2.000 lượt ăn mỗi bữa. Đồng thời, trong dịp này, đoàn cũng đã đến quan sát thực tế và trải nghiệm một bữa cơm trưa tại nhà ăn trung tâm. Đây là chuyến benchmarking thứ hai về truyền thông đối nội, đối ngoại và hành chính quản trị của công ty lọc hóa dầu Bình Sơn tại Dusan Vina. Ngoài ra, hai bên cũng thường xuyên có những chuyến học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau về các nội dung khác như sản xuất, EHS và an ninh. Nhà máy boiler vừa tổng kết chiến dịch 45 ngày không tai nạn sau khi chiến dịch được phát động vào ngày 23 tháng 1 nhằm tăng cường an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Theo đó, chiến dịch 45 ngày không tai nạn được bắt đầu từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 8 tháng 3 2018, dành cho toàn bộ công nhân viên nhà máy boiler và nhà thờ phụ làm việc tại khu vực này bằng nhiều hình thức khác nhau như dán logo sticker trên mũ bảo hộ, kiểm tra an toàn khi làm việc trên cao, kiểm tra tính an toàn của các thiết bị hỗ trợ năng, kiểm tra việc sử dụng bảo hộ lao động, việc sử dụng máy móc, thiết bị điện và các hạng mục khác. Hoạt động chủ yếu vẫn là nhắc nhở, giáo dục ý thức an toàn của người lao động và giám sát chặt chẽ trong trường hợp có nồng độ cồn khi làm việc, sử dụng điện thoại trong khu vực làm việc, thái độ chảnh mảng và mất tập trung. Trong suốt thời gian diễn ra chiến dịch, đội ESS của nhà máy đã kết hợp với các Section Manager, tổ trưởng và quản đốc xưởng thực hiện 26 đợt tuần tra, phát hiện hơn 300 mối nguy và các trường hợp vi phạm và đã có một số biện pháp xử lý ngay tại chỗ. Trong đó, sử dụng điện thoại di động nơi làm việc xảy ra nhiều nhất, tiếp đến là hoạt động quản lý năng hạ mất an toàn. Thông qua chiến dịch này, nhà máy boiler đã truyền tải được nội dung tới từng nhân viên của nhà máy và công nhân nhà thầu phụ một cách đúng lúc, kịp thời, nhắc nhở cũng như xử lý các mối nguy tiềm ẩn, nổi cộm là việc ngăn chặn những mối nguy có thể xảy ra do việc sử dụng điện thoại di động nơi làm việc và thiếu tập trung. Thông qua chiến dịch này, các quản lý của nhà máy boiler cũng đã rút ra nhiều bài học quý giá cho mình trong việc quản lý an toàn dịp trước, trong và sau các kỳ lễ hội. Nhân dịp kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Dusan Vina đã tổ chức buổi giao lưu gặp mặt nhằm tôn vinh và ghi nhận những đóng góp to lớn của gần 200 chị em phụ nữ đang làm việc tại đây. Tham dự buổi giao lưu Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 thường niên lần thứ 8, có sự hiện diện của ban lãnh đạo công ty, ban chấp hành công đoàn và toàn thể 192 lao động nữ. Phát biểu tại buổi họp mặt, Tổng Giám đốc Bắc Hồng Ốc đã gửi lời chúc mừng đến tất cả các chị em. Và nhân dịp này, ông đã chia sẻ một câu chuyện nhỏ về người mẹ đáng kính của mình. Câu chuyện của ông đã làm cho phái nữ phải suy nghĩ về làm cách nào để truyền cảm hứng, niềm tin và niềm hy vọng cho con cái của mình. Chầu đầu là một ca khúc vô cùng ấn tượng của các chàng trai đến từ đoàn thanh niên với chiếc đàn guitar và trống. Điểm nhấn của chương trình là tiết mục hài tự chế do anh Đặng Văn An nhà máy MHS trình diễn đã thực sự để lại nhiều ấn tượng, đạt được sự cộng hưởng mạnh mẽ nhất từ tất cả những người tham gia và đem đến những tiếng cười sảng khoái và vô cùng thoải mái cho tất cả những ai tham dự. Trong chương trình, một clip ngắn ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của ngày này năm trước, lồng ghép những lời chúc yêu thương từ những đồng nghiệp nam và những người chồng dành cho phái nữ và những người vợ thân yêu của họ. Ngoài ra,
Những tiết mục trò chơi vui nhộn khác cũng đã góp phần làm nên một không khí vui nhộn cho toàn khán phòng. Và rất nhiều phần quà đã được trao cho những người thắng cuộc trong trò chơi dạy ô chữ, sự vật đón tên và thi biểu diễn tài năng. Cuối chương trình, những bó hoa tươi thắm và những món quà nhỏ cũng đã được ban lãnh đạo công ty gửi đến tất cả các chị em trước khi kết thúc buổi họp mặt gần 2 giờ đồng hồ. Và chắc chắn, đây là một sự kiện mà không chị em nào có thể dễ dàng quên. Sau đây mời các bạn xem hướng dẫn phòng ngừa bệnh đau mắt đỏ và một đoạn clip ngắn về các khoảnh khắc thể thao đáng nhớ. Viêm kết mạc do virus, còn gọi là đau mắt đỏ, là bệnh cấp tính do virus gây nên. Virus có trong mắt và trong dịch tiết mũi họng của bệnh nhân. Đau mắt đỏ do virus rất dễ lây lan và phát thành dịch trong mỗi gia đình, cộng đồng. Nguyên nhân và đường truyền của bệnh đau mắt đỏ. Nguyên nhân do virus adeno và picoma thuộc nhóm đường hô hấp gây nên. Đường truyền, bệnh lây trực tiếp qua tay dính dịch, tiết nước mắt của bệnh nhân rồi dụi vào mắt hoặc dùng chung vật dụng cá nhân của người bệnh, khăn mặt, chậu rửa, v.v. Lây gián tiếp qua đường hô hấp khi nói chuyện với người bệnh ở cự ly gần. Triệu chứng của bệnh đau mắt đỏ. Lúc đầu, bệnh nhân có cảm giác ngứa, cộm ở mắt, chảy nước mắt, sợ ánh sáng. Sau đó, kết mạc mắt đỏ, mắt có nhiều gàng, mi mắt sưng nề và đau nhức, bao giờ cũng bị viêm ở cả hai mắt. Để bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân và những người trong gia đình, chúng ta hãy cùng nhau thực hiện các biện pháp sau đây để phòng chống dịch bệnh đau mắt đỏ. Thứ nhất, thường xuyên thực hiện rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng, thực hiện rửa mặt bằng sữa rửa mặt hoặc xà phòng hàng ngày vì xà phòng có thể diệt virus rất tốt. Thứ hai, không được dùng chung vật dụng cá nhân, đặc biệt là khăn mặt, chậu rửa mặt, kính đeo mắt, không dùng chung thuốc nhỏ mắt với người bệnh, không dùng tay để dụi mắt, cần đeo khẩu trang khi tiếp xúc hoặc làm việc với bệnh nhân. Thứ ba, khi có các triệu chứng như mắt đỏ, mắt có nhiều ghèn, nhất là vào buổi sáng, thì cần đi khám, điều trị tại cơ sở y tế và áp dụng các biện pháp cách ly để phòng lây lan cho những người xung quanh. Những việc không nên làm khi bị đau mắt đỏ. Không tự ý dùng lá trầu, lá dâu xông mắt, đắp mắt vì có thể gây bỏng mắt, làm mắt sưng nề. Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng chói chang hoặc ánh sáng quá mạnh. Hạn chế đến nơi đông người như khu vui chơi công cộng, nhà hát để tránh lây lan cho những người xung quanh. Hiện tại, EHS đã trang bị một số cơ sở thuốc và trang thiết bị tại phòng y tế để phục vụ cho việc theo dõi và điều trị những trường hợp mắc bệnh đau mắt đỏ như nước muối natri chloric 0,9%, thuốc nhỏ mắt topramsin 0,3%, tetraxilin, thuốc kháng sinh cefixim, senfluraxim, senfalicin, vitamin AD, khẩu trang y tế. Keep on going straight, then you've got the final kicker. Final kicker. What the hell is a kicker? Ram. Oh, shit. This is not a good idea. Have you seen that jump? I didn't know there were hills in London, but this is really steep. So, I've got sort of pre-race wind. The cue, solid vehicle. Oh, the monkey on the back. He's got a monkey on his back! And we are underway as they approach the 200-foot mark. What can they do? Atlanta, let's make some noise and cheer them on here. I'm not entirely sure what the purpose of the front coming up is there, but I like it. Yes! Are you kidding me? He could not see there for a couple seconds.
gets that thing back down. Oh, look at those hay bales. I just want them to make it down, Jimmy, because the man hours that must have gone into this craft are unbelievable. And they're fast. This might die now. It's going to be close, but not 2010 quite. Miami. They got some experience. Will, here they come. I loved that skit, Jimmy. That was very well rehearsed there, and I think the crowds were into that too. Oh yeah, they were definitely getting some cheers up there for the choreography points, for sure. Look how fast they're coming into the step down and hangs up. Oh! Almost clips the hay bale, but he hangs on. Look how fast he's going. They're just charging through those bales like they're not even there. This might be the fastest time of the day right here. He's going to definitely make a challenge for it. Can he do it? We're looking at a 38.5. 36.8, I believe, is that best time as he comes across. What's it going to be? 35.1. He's in a vehicle. Will, Jimmy, Ninja Turtles coming at you down North Avenue. Oh, yes, they are. That choreography was tight, Jimmy. I was going to say that's some of the best choreography we've seen so far. Pretty elaborate costumes there. Atlanta, you guys are kind of quiet out there. Coming into that 18-inch step down. Oh! Oh, we've lost some parts. What? Bit of a garage sale up there. I hope that's nothing important they left behind. That looked like it might have been a GoPro mount that just went flying right there. Here they come. These guys are bombing down the hill. This might be the best time we've seen it. They can keep it together past the 1,200 foot mark. What is it going to be going across the finish line? Atlanta, make some noise for this. Bản tin trưa nay của Đua Sang Vina đến đây là kết thúc. Để xem lại toàn bộ nội dung bản tin trưa nay, mời các bạn truy cập vào website youtube.com với từ khóa Đua Sang Vina DVTV V9N17. Đồng thời các bạn cũng có thể cập nhật những thông tin về Đua Sang Vina thông qua các trang mạng xã hội khác như Facebook, Twitter, LinkedIn và IZU với từ khóa Đua Sang Vina. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.